Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Ca Mâu Ni Phật. Giờ mời đại chúng chúng ta ngồi xuống. Chúc đại chúng an lạc quý vị ơi. Hôm nay chúng ta có bài học tập cùng với đại chúng, đó là quan tâm cho người là hạnh phúc cho mình. A Di Đà Phật. Nếu mỗi người chúng ta có được cái tính mà mình thích quan tâm cho người khác, mình thích mình ở nơi nào là người ta sẽ cảm thấy bình an, và mình làm nhiều việc giúp cho người khác vui, người khác bình an, thì quý vị sẽ có cảm nhận được tất cả những cái tâm dành cho người như vậy nó sẽ trả lại cho mình rất là hạnh phúc từ nội tâm. Mày vị nhớ là mình mới giúp cho người ta bình an, cái thật sự là bản thân mình phải có cái bình an. Vì nếu như mà mình bất an là người ta sẽ không bao giờ được cái bình an. Vừa có tâm giúp người khác vui, an lạc, tốt đẹp, mà bản thân mình phải là người thật sự có cái bình an, có cái hạnh phúc. Nên quý vị nhớ là mình là người nghe đạo, học Phật. Nếu như chính mình mà cũng không hưởng được sự an lạc, bình an, nhận thức được cái việc sinh tử là đại sự, thì khó thế nào mà mình đem chia sẻ cho người khác được lắm. Nên chính mình phải được sự lợi ích, cái này là cái quan trọng lắm. Nên thấy lúc này thời tiết bây giờ nóng quá, cũng là một tấm lòng. Rồi chưa ngồi suy nghĩ đấy, để Dương Đức mua tặng các cụ mỗi người cái quạt, cái quạt nhỏ nhỏ mà nó sạc điện được, rồi bấm lên mát, nhỏ nhỏ cỡ gì nè, cỡ gì đâu nè, mát lắm á cụ ơi, nó phải giỡn đâu. Như cái quạt này mà để đây mà bấm lên chỗ những đứt nó mát lắm, giỡn đâu, nó mát hù hù. Mạnh lên, mát lắm, giỡn đâu, thấy không? Nên nó sạc điện xong rồi đầu là nó các cụ ngủ để ngay chăn chỗ cái người cụ, rồi các cụ khỏi cần thở, nó thở giùm cái cục. Nên quý vị nhớ, mình lo cho cha mẹ của mình cũng vậy, mình cũng phải có cái tấm lòng. Tuy là món quà nó nho nhỏ thôi, nhưng mà đối với cái người mà người ta thương yêu, đến với người ta nó lớn bằng cả trái tim, chứ không giỡn đâu. Ví dụ như mình làm con đi, mà mình đi đâu mình mua món quà cho cha mẹ, cha mẹ vui không phải vì cái việc món quà đó đâu,
mà vì cha mẹ nghĩ, cái tấm lòng của người làm con nghĩ đến cha mẹ. Thí dụ như các cụ trong chùa, các cụ lớn tuổi không phải vì cái chuyện ăn uống gì quá đáng đâu, nhưng mà mình nghĩ, mình suy nghĩ, mình nấu cái gì đó cho các cụ ăn. Nên mấy anh em sau này nuôi các cụ già nhớ, mình không phải là mình phe phang cái chuyện mình lo cho các cụ, mình không có cái tâm đó. Nhưng mà vì sao mình nấu cái món ăn gì là mình nói lên chứ vậy? Vì mình nói lên đó là một cái tấm lòng để cho các cụ bà cảm thấy bà vui khi mình nghĩ đến các cụ. Này quan trọng lắm á, rất là quan trọng, thấy không? Nó nên những đức vừa nghĩ đến cái là những đức tìm cái quạt liền á, chứ không phải những đức nghĩ mà những đức từ từ đâu. Cái tính người những đức gì nè quý vị, người những đức tính như vậy đây: khi những đức đã muốn cho ai món đồ gì là phải có liền để cho. Những đức rất sợ người khác, người ta đang chờ đợi. Tại vì khi ai mà nói cho những đức cái gì là những đức cũng chờ đợi lắm, chờ đợi người ta cho mình món đồ gì. Nên mình nghĩ rằng là khi mình muốn cho ai cái gì thì mình phải cố gắng tranh thủ để cho người ta. Tại vì mình muốn gieo cái hạt giống như vậy, để đời đời kiếp kiếp khi người ta cho mình cái gì, người ta cho nhanh lẹ. Tại mình gieo nhân thì sao mình gặt quả gì. Bây giờ mình cho người ta nhanh lẹ thì đời đời kiếp kiếp người ta cho mình nhanh lẹ. Mình giúp ai cái gì nhanh lẹ thì đời đời kiếp kiếp người ta giúp mình nhanh lẹ. Còn nếu như mình đưa cho người ta mà chậm chạp là đời đời kiếp kiếp mình có chậm chạp. Thí dụ như người ta xin tiền gì mình không có, mình nói một câu không có. Còn khi có mình đưa thì mình đưa, chứ đừng có đưa mà mình cằn nhằn cứ nhữ. Mình cằn nhằn cứ nhữ mình sẽ chịu cái quả báo là đời đời kiếp kiếp là khi mình có sẽ là khó khăn, rất khó khăn. Nên những đức đi đến với cuộc đời này càng học Phật, mình mong muốn rằng những cái gì mình đến với người khác, mình không muốn người khác phải khó khăn. Có nhiều người thì cũng nghĩ rằng là cho người ta khó khăn người ta có để người ta trân quý, hoặc là người ta khó khăn người ta có để người ta có phước để người ta có. Riêng những đức bây giờ không suy nghĩ gì. Khi người ta đã có là người ta đã có phước à. Mình cứ đưa cho người ta bằng một cái tấm lòng vui vẻ hoan hỷ đi. Người ta biết tạo phước thì tăng phước lên. Còn người ta không biết tạo phước thì giống như tiền trong túi người ta tự xài kệ người ta nhé. Mình không có cản. Nên từ nơi đó mình chỉ cần gieo cái nhân hạt giống của chính mình gieo cho thật tốt là được rồi. Còn mỗi người có một cái hạt giống của bản thân mình, mình tự gieo, tự chăm bón cái đó chuyện của mình. Còn cái quan trọng là bản thân của mình gieo hạt giống của mình, cách chăm sóc như thế nào bản thân mình, nếu có kinh nghiệm thì chia sẻ. Người ta làm theo hay không làm theo chuyện của người ta. Còn bản thân mình hãy chăm sóc cái cây của mình cho thật là tốt. Đây là cái rất quan trọng, cực kỳ quan trọng, nhớ nghe. Nên mình nghĩ đến tự nhiên bây giờ có cụ mới có cây quạt nhỏ nhỏ cũng mừng lắm vậy đâu, vui lắm á. Sạc xong mà nghe nói xài cũng lâu à, thì bây giờ mình ngủ cái gì mình nằm mình bật lên cho nó mát cái cụ. Cái quạt đó nhỏ, cái quạt này, khi cái cụ bật lên cái cụ cầm nó lại mình này à, mà nó đứng được nghe, nó đứng được luôn chứ không phải cầm tay mà đứng luôn, đứng mà nó cao lên, nó nhỏ gọn gọn thôi cầm theo à, quạt. Rồi khi nằm ngủ thì để nằm gì, nó quạt cái cụ một chút mát cái cụ ngủ mất tiêu rồi. Còn lúc nào nó hết điện thì nó tắt kệ nó, chứ sao bây giờ thì mình sạc pin thôi, thấy không? Đó. Đó. Khi như quyết định tặng cái cụ vậy thì có mấy người nói thầy ở đây là thầy mua đây là mai mốt rồi sạc điện, là lúc đó lộn lạo rồi có chuyện xảy ra.
Chứ nó thôi mình cứ tặng thì tặng thôi, chứ giờ mọi người tự giữ thôi, cái tấm lòng mà. Chứ giờ nghĩ trước nghĩ sau thì không muốn làm. Nên là những đức để đặt nhanh nhất cho người ta đem về, mua 2.000 cây, chùa mình 2.000 người thì mua 2.000 cây đó, tặng cho các cụ kết duyên, mong các cụ bà nằm bà cái quạt nó mát, bà cái bà niệm thêm câu A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, không? Thôi mình cứ kết duyên bằng tặng đáy lòng mình đi. Rồi hồi sáng đâu lúc 8:40 Như Đức ngồi coi lại chương trình khiếm thị. Mấy anh em các đạo tràng nên bật chương trình khiếm thị cho các cụ coi. Khi mình coi chương trình khiếm thị rồi mình thấy người ta khổ hơn mình nhiều quá các cụ ơi. Có một ông mà đúng là nghiệp chướng gì ghê thiệt. Rồi gặp mới nói rõ ra là sống còn khổ hơn chết, mà phải sống, sống không được chết không yên. Hai con mắt ổng á các cụ, nó bít lại nó đỏ như là thịt non. Cái miệng ổng á cụ nó tè le tét lét ra gì nữa. Rồi nó con mắt nó bít rồi mà không biết ở trong nó có cái lỗ nó xì nước ra. Khi coi đi để ý thấy rõ ràng nước trong nó chảy ra, nó xì ra. Nó thật sự là rất nhiều người đa dạng nghiệp hết các cụ ơi. Những người cục ngay con mắt mà cục thịt nó bự như vậy nè các cụ, đầu cục vậy nè. Còn có đứa nít nó đầu nó thiệt to, nó nhỏ xíu xíu. Bao nhiêu cái loại nghiệp khi chương trình khiếm thị mà người ta về. Các cụ biết á, trước cái chương trình khiếm thị tối đêm đó đó, những đức thường tổ chức chương trình gì như đức để ý lắm. Tối đêm đó đó quý vị biết, cái bầu trời u ám, nóng bức nặng nề dữ lắm. Thấy không? Mình biết chúng sanh đó ít tu quá, nghiệp quá nặng. Khi chuẩn bị đến là quán thân trái chủ đã đến rồi. Nên cái từ trường của chùa thay đổi luôn. Quý vị biết cái chương trình khiếm thị mà khi mà quý vị vào chương trình khiếm thị, quý vị thấy không đơn giản đâu. Tại vì chúng sanh ít tu, cái nghiệp quan gia đi theo đông lắm. Rồi cái tâm mà mong, thật sự như mình không biết tu đi, khi ai cho tiền mình mong có tiền thêm một chút nữa, mình mừng chứ, cái đó là bình thường. Nhưng cái tâm đó nó kết thành một cái từ trường không tốt, nặng lắm. Nên mỗi lần tổ chức chương trình khiếm thị là cứ cầu nguyện cho chương trình được suôn sẻ. Mà mỗi lần mình tổ chức mình vì người ta không. Mà các cụ biết bữa đó ở đây mưa mà 9 giờ mưa rầm rầm rầm, mà bên Đà Hộ Pháp là không có mưa nghe các cụ. Trong khi đây qua đó sát bên đó không mưa đó, thấy chưa. Mà khi chương trình xong rồi nên những quan rồi mấy anh em thấy rõ ràng, mấy anh em thấy rõ ràng luôn. Chương trình xong hết trơn các cụ ơi, người ta lên xe 99%, còn ít lắm. Thì lúc đó mới mưa. Xong chương trình lên xe hết rồi, lúc đó mới mưa các cụ. Thấy không? Mình làm việc thiện á, chờ đất cũng ủng hộ mình. Nói là ông chờ có đất hiếu sinh. Mình thương con người vậy, ông chờ cũng ủng hộ mình quý vị. Ông chờ thấy rõ ràng mà, mình làm chẳng thật thẳng đáy lòng. Khi mà những đứa coi cái chương trình, những đứa thấy tội nghiệp đâu quá. Rồi tự nhiên những đứa nghĩ lại cái chuyện sắp sửa nghỉ hè, cơ hội nghỉ hè cho tất cả các mạnh thường quân, những nhà doanh nghiệp, hoặc là cha mẹ, ông bà cha mẹ, các cháu nghỉ hè dẫn các cháu lại dựng trình khiếm thị, để cho các cháu nhìn được. Các cháu nhìn mỗi ngày nhiều người đẹp, sạch sẽ đâu không. Bây giờ các cháu lại nhìn được, ủa, cái cõi đời này còn nhiều người khổ vậy hả ta.
để cho ông bà cha mẹ nên dạy các cháu con à. Con thấy không? Ổ bánh mì con ăn dư con liền con vứt, hộp sữa con uống dư con vứt bỏ. Trong khi bao nhiêu con người muốn có một khúc bánh mì và muốn có nửa hộp sữa đó mà uống. Nên dạy cho con cháu mình tích phước quý vị. Tự nhiên coi chương trình khiếm thị xong tự nhiên mình thấy thấy tội nghiệp người ta ghê quý vị. Trong khi cuộc sống bây giờ nhiều người mình lành lặn mà mình cũng đang khổ nè. Cuộc sống bây giờ đang làm ăn khó khăn, đang khổ. Tự mình nghĩ tới người khiếm thị mình thấy tội nghiệp người ta ghê quý vị. Quý vị biết rằng ngồi ở đó những đứa cứ cầu nguyện ông chờ ngày nay đừng có nắng. Họ tội họ quá, họ ngồi ngoài nắng tội nghiệp họ quá. Đông quá đông rồi, chánh điện chứa không được nên phải ngồi bên ngoài, đông quá đông rồi. Bật cho đại chúng coi đi rồi thấy. Ngồi tràn lan đại hải, ngồi đầy người ta trên cái cục. Khiêm thị, khiêm tặc, người nghèo đầy đủ hết. Mà nếu nắng lên thì họ ngồi ngoài nắng tội nghiệp quá cụ ơi. Mà họ phải ngồi ngoài nắng đó tại vì sao? Vì họ đợi người ta tặng tiền cho họ. Họ ngồi tội nghiệp lắm. Khi những đứa coi chương trình xong thấy xúc động lắm. Thật sự quý vị coi quý vị có xúc động hay không thì tùy quý vị. Nhưng những đứa thấy rằng tình thương giữa con người với con người mình thấy xúc động mà thấy thương người ta, thấy tội nghiệp. Thì những đứa phát tâm 16 tháng 5 tới này nè. Thì bây giờ còn khoảng hai mấy ngày nữa là những đứa sẽ tổ chức một chương trình khiếm thị. Tiếp tục chương trình khiếm thị. Đó, nên cái chương trình những đức tổ chức xin thưa quý vị là những đức thường nói á, tất cả những người có điều kiện đổi tiền ra 10.000, 20.000 gì tùy quý vị, 50.000 gì tùy quý vị, 100, 200 gì đó chuyện khả năng quý vị. Vì đổi tiền ra quý vị dẫn người thân dòng họ quý vị theo, dẫn những người mà làm công ty xí nghiệp quý vị theo. Quý vị hãy cho người ta cơ hội cảm nhận được cái việc cho ra còn vui hơn người được nhận. Để cho người ta cảm nhận đi. Có nghĩa là những đức khuyên quý vị là chính tay vị cho tiền họ trực tiếp luôn á, chứ khỏi cần đưa cho những đức. Từ khi những người ở xa không đến được thôi, họ cùng chung tay những đức thôi. Còn những người mà đi đến được quý vị hãy tự quý vị cho tiền họ đi, đừng có đưa những đức. Có cái cô kia cô cầm đến, cô đổi 10.000 nguyên một sắp tiền, một bọc của đưa những đức. Nói cô à, bây giờ gì nè, những đứa kêu một số người trong chùa lợi cùng với cô, chính cô phân ra hết đi, rồi cô đi cho họ đi. Họ thêm 10.000 là mừng của họ. Họ thêm được 10.000 là họ mừng được 10.000, vì họ đang cần thêm một đồng một cắc nữa cho bản thân họ. Hỏi đưa những đứa. Vì các cụ à, mình cũng có cơm ăn áo bặn cũng tương đối. Người ta từ ở xa đến mà các cụ biết mình trả tiền xe cho người ta hết đó nghe các cụ. Nhưng mình không trả tiền xe cho người ta không đi đâu các cụ ơi. Tại vì người ta đâu có tiền đâu mà chiếc xe, giá xe mấy trăm ngàn, đâu có đi đâu các cụ. Nó họ đến là họ có được vài trăm ngàn bỏ trong túi trọn vẹn. Mà chuyến này như đứa còn tính cho họ, bây giờ mình cho tiền họ 200.000 họ xài hết trơn. Nên chuyến này những đức tặng cho họ mỗi người một chiếc máy nghe pháp nữa. Cái đặc biệt là chuyến này mình tặng cho họ một chiếc máy nghe pháp. Chiếc máy nghe pháp nó cũng gần 200.000. Những đức chuẩn bị một chục ngàn là 10.000 chiếc máy nghe pháp để tặng chương trình khiếm thị. Nó có nghĩa là mình mong làm sao pháp môn tịnh độ này đến tay từng người. Vì chính bản thân mình cũng nhờ gặp Phật Pháp mà thay đổi cuộc đời và sống có niềm vui, sống có sự an lạc. Nên những đức nói rằng mỗi một người chúng ta gặp Phật Pháp mừng lắm quý vị ơi. Rất là mừng. Vì mừng ngay cái chỗ mình biết đủ quý vị. Và mình biết tạo cái việc phước duyên trong cuộc đời khi mình đi đến đây. Cuộc đời mình chỉ có mấy chục năm ngắn ngủi thôi à. Mấy chục năm ngắn ngủi thôi. Nên những đức nói cái này, những đức có nói ở xa nói đâu chứ, nói cái người trong chùa mình nè, các cụ á, cụ đây là các cụ yên tâm lắm, mình cảm ơn lắm. Trên là hòa thượng xây chùa cho mình ở, kế là quý thầy quý chú nhiệt tình lo cho mình các cụ.
Nên những đức làm những chương trình này, như bên kia những lăng, bên đây những quan, vạn chúc, nêu lên các cụ một đồng một cát, các cụ chung tay những đức. Đó là những đức nói các cụ trong chùa mình á, mấy bà cụ mấy bà gì chứ bà nhét tiền bà cắt đó, để mình tu phước tu duyên các cụ. Cơ hội thầy làm nó, mình chung tay với thầy mình tu phước tu duyên. Nó bây giờ các cụ bắt chương trình kiếm thị cho các cụ coi bà thấy, với cái đoạn hồi trưa mà những đức nói chuyện 14 phút 15 phút rồi đưa những hình ảnh người khiếm thị kép vào để những đức giới thiệu chương trình đã bắt cho các cụ coi 15 phút đó. Mình nêu lên để cho người ta phát tâm, người ta cho tiền người khiếm thị á. Những đức nói thiệt là bữa đó nè, ở đây là có những quan đồ sắp chúc rõ ràng. Những đức nói một câu, khi mà xong chương trình khiếm thị ca hát xong hết trơn tặng tiền, nghe những đức ngồi những đức niệm Phật hoài vậy. Ngồi niệm Phật biết chi không? Những đức ngồi đó niệm Phật để cho những người khiếm thị được tặng tiền mà họ cũng niệm Phật với mình. À. Vì những đức biết niệm Phật công đức phước duyên lớn. Chính bản thân những đức học Phật niệm Phật mà thay đổi cuộc đời nè. Nên những đức mong cho mỗi một con người khổ, khổ cực cỡ nào cũng niệm Phật. Nên cái kỳ lễ vía Quan Âm Bồ Tát này khiếm thị xong rồi lấy quay còn như một tháng nữa vía Quan Âm nữa rồi. Nên lễ vía Quan Âm đợt này những đức đặt tượng Phật rất là nhiều. Những đức đưa lên kế hoạch là 5.000 bộ tượng Phật. 5.000 bộ tượng Phật. Những đức đang đặt rất nhiều công ty để làm tượng Phật. Vì chùa mình bây giờ trở thành một điểm mà người ta thỉnh tượng Phật rất đông. Và người ta về người ta có ngôi Tam Bảo. Rất nhiều người khi thỉnh tượng Phật chùa mình về xong, người ta nói rằng có một cái sự chuyển hóa về gia đình, gia đạo bình an như thế nào á. Vì Đức nói đúng rồi, Phật Bồ Tát mà thờ trong gia đình mấy vị. Có người hỏi như Đức, dạ thưa thầy, tuổi nào mới thờ Phật được thầy? Những đức nói là lúc quý vị muốn thờ Phật là thờ Phật được. Đúng không? Ai là người muốn thờ Phật Bồ Tát trong gia đình thì là thờ được. Chứ không có nói tuổi nào hết. Chừng nào quý vị biết và quý vị cảm giác rằng con muốn thờ Phật Bồ Tát trong nhà thì lúc đó quý vị đã thờ được rồi đó. Còn nếu như quý vị chưa thích thờ thì quý vị sẽ không thỉnh đâu, đúng không? Nên lúc quý vị thích thỉnh và thờ thì lúc đó là quý vị đã đủ duyên và thờ được. Rồi có những người hỏi những đức, dạ thưa thầy, con có cọng dây chuyền hình Phật, con đeo có được không thầy? Những đức nói rằng được chứ. Mình đeo cọng dây chuyền hình Phật để nhắc nhở mình lúc nào Phật cũng ở bên cạnh mình, nên bản thân của mình phải cẩn thận từ lời nói, hành động, việc làm của chính mình thì được. Sao không được quý vị, đúng không? Tùy quý vị thôi. Nên á, mỗi một người chúng ta khi mình có cái tâm thiện là tâm mình sẽ an à. Mình nghĩ vì nhiều người thì tự nhiên mình sẽ nghĩ được rất nhiều cách để vì nhiều người. Nên có một câu những đức từng đọc á, cái câu là người thành công thì thường nghĩ phương pháp, người thất bại thì thường diễn lý do. Nếu như quý vị mà muốn giúp người thì quý vị sẽ rất nhiều phương pháp để nghĩ ra để giúp người ta. Mà những đức làm việc trong ngôi Tam Bảo làm lâu, những đức tin lắm quý vị. Mình chỉ cần vì người thôi, tại vì Phật Bồ Tát là vì chúng sanh. Mà mình phàm phu mà mình chỉ cần có cái tâm vì mọi người thôi, Phật Bồ Tát không có bỏ mình đâu. Thật sự không có bỏ mình đâu. Nên á, mỗi một người mình nên nghĩ đến cái việc tu phước tu duyên. Mà muốn nghĩ đến cái việc tu phước tu duyên thì mình phải thường nhớ Phật, niệm Phật, nhớ Tây Phương Cực Lạc. Mình nghĩ đến cái việc là mình tương lai mình về thế giới cực lạc
Mình đâu phải mình về chánh mình ở chánh hoài đâu. Mà cái tâm của mình muốn diệt cực lạc là gì? Mình thấy chúng sanh khổ đau mà mình nói người ta không có được, mình dạy người ta không có nghe, mình chưa đủ phước đức. Nên mình muốn niệm Phật để mình về thế giới cực lạc á, mình nương vào cái đức của Phật, nương vào cái hạnh của Phật, để bản thân của mình có được cái phước duyên đức hạnh đầy đủ, để mình mới thừa nguyện mình trở lại đây nè các cụ, để mình giúp thân bằng quyến thuộc và tất cả những người hữu duyên thuận nghịch trong cuộc đời này. Mình có cái tâm đó đó, mình mới niệm Phật giáng sanh. Còn nếu như mà mình nghĩ ở đây khổ quá, mình đi về cực lạc để mình lánh nạn, thì không có giáng sanh đâu. Cái tâm này nó nhỏ xíu à, không có giáng sanh đó. Nên mình phải có cái tâm vì chúng sanh mà mình niệm Phật. Mà đã là mình có cái tâm vì chúng sanh mà mình niệm Phật cầu sanh cực lạc đó nha, mình có khổ đau trở ngại gì mình cũng tu, mình tu hết chứ, mình không có bỏ cuộc đâu đó. Nên cái này rất là quan trọng. Nên mỗi một người mình tu tập, mình phải niệm niệm vì chúng sanh. Mà muốn độ được người thân là bản thân mình phải tu cho tốt, bản thân mình phải an lạc, bản thân mình phải vui. Thì lúc đó đó, nhớ kỹ, chúng ta mới độ được người thân của mình. Vì người thân mình họ đang nhìn mình, họ đang nhìn mình. Mình mỗi ngày mình an lạc, mình mỗi ngày mình vui, trong cái khổ mình không khổ, thì người ta mới thấy Phật pháp nó hay. Còn bây giờ mình tu học mà khổ đau gì một chút xíu thôi là bản thân mình kêu trời kêu đất rồi, người ta không học đâu. Ta thấy mình học Phật với người ta cũng không khác gì, ta thấy không có gì đặc biệt nên ta không học. Nên những đức thường nhắc các cụ trong chùa, con cháu mà vô thăm mình, mình đừng có hỏi việc này việc kia ở nhà chi. Các cụ cứ cười cười vui vui vậy đó, dễ tính. Nó lên tu cũng được mà nó không lên tu cũng được, kệ nó các cụ, vì nó vô thăm mình bữa hai bữa, kệ nó. Vậy đó mà nó về nó cảm nhận, nó thấy rằng các cụ bây giờ tu có kết quả, thay đổi tính tình, nên nó thấy à Phật pháp hay. Bà mẹ tôi ở nhà xưa bà khó ghê, mà giờ bà vô chùa bà ở. Tôi vô chùa tôi thăm bà, tôi thấy bà cụ giờ bà dễ tính quá, bà hề hề, bà vui, bà cười. Hay à, Phật pháp hay nha, chắc là tôi cũng phải học Phật á. Đó. Rồi mình dễ tính, mình vui nữa, thì các cụ biết rằng là sau này các cụ ra đi lại nhẹ nhàng. Các cụ ơi, trong chùa những đức kinh nghiệm nghe, ông cụ bà cụ nào mà tu duyên tu phước tốt, tu mà quan hỷ dễ tính là cuối cuộc đời lạ lắm, cái gì cũng thuận tiện chứ á, làm giấy báo tử cũng thuận tiện nữa. Rồi đi hộ niệm thì ta tranh nhau đi hộ niệm, người ta tranh đi hộ niệm cho mình. Rồi đưa đi thì người ta tranh nhau đưa đi, người ta vui vẻ người ta đưa tiễn đi về cực lạc. Nhưng mà ông cụ bà cụ nào mà khó tính đó nghe, lạ lắm, khi mà sắp ban hộ niệm người ta không chịu hộ niệm, người ta vô người ta ngồi người ta ngủ không à, người ta không chịu niệm. Thấy chưa? Là vì lúc mình còn sống á, cái nhân mình gieo nó không tốt, nên cái quả cái cuối đời mình nó không có tốt. Thấy không? Này là thấy rõ ràng rồi đó, nhiều lắm kinh nghiệm. Nên bây giờ các ông cụ bà cụ tu làm sao cho dễ tính, con cháu mà vô thăm đừng có bắt lỗi bắt phải nó làm chi. Người ta không có tu mà bắt lỗi bắt phải làm chi hả các cụ? Mình tu thì mình cố gắng gầy dựng mình đi, còn người ta không tu mà bắt lỗi bắt phải người ta làm gì? Các cụ không bắt lỗi bắt phải người ta, người ta còn vô thăm các cụ, các cụ bắt lỗi bắt phải người ta nghỉ vô luôn á. Nó các cụ mà dễ tính vậy, sau này các cụ ra đi các cụ tự tại đi. Mà đã là tự tại đi rồi nghe các cụ, con cháu nó học theo, nó nhìn từ tấm gương các cụ, nó nói hồi đó ba mẹ của tôi tu hành niệm Phật, khi cuối đời ra đi thấy tốt, đi tự tại quá trời luôn. Bây giờ tôi chắc phải học Phật á, tôi phải học Phật, tôi phải niệm Phật. Nó thấy không? Rồi mình thỉnh tượng Phật, mình đem về nhà mình thờ, mình mỗi ngày niệm Phật lễ Phật, mình dễ tính vui vẻ, sau này biết ngày giờ giáng sanh.
con cháu học theo. Giống như câu chuyện mà Đại sư Liên Trì Ngài kể, lúc Ngài còn trẻ, Ngài đi đến cái nhà hàng xóm, Ngài thăm bà cụ, thấy bà cụ này mỗi ngày niệm Phật lễ Phật. Đại sư Liên Trì là tổ thứ 8 của Tịnh Độ Tông. Ngài lúc còn trẻ, Ngài đến, Ngài hỏi bà cụ: "Cụ ơi, bà cụ mỗi ngày niệm Phật lễ Phật được lợi ích gì mà bà niệm Phật lễ Phật chứ hả?" Thì bà cụ mới nói là hồi đó, lúc mà ông nhà tôi còn sống, tôi không có, ông khuyên tôi niệm Phật lễ Phật, tôi không có niệm Phật lễ Phật. Ông nói tôi phiên bà, tùy bà thôi, tôi niệm à, tôi niệm Phật lễ Phật. Chính mắt tôi thấy rõ ràng là khi ông gần mắt á, ông đi chào thăm mọi người, bà con dòng họ chòm sớm ăn gì, thăm lơm hỏi han. Xong về nhà ông nói chuyện với người thân trong nhà đàng hoàng đâu đó chứ, ông nói gì cái lợi ích niệm Phật, ông nói xong hết trơn nghe. Xong đi tắm, ông đi tắm thay áo chàng xong ngồi ông niệm Phật, ông đi ngồi luôn. Tôi biết à, tôi biết niệm Phật tốt, và tôi kiểm định lại cả đời của ông chồng tôi, ông sống rất là vui, ông sống rất là bình an. Người ta nói nặng nói nhẹ ông không có như tôi. Tôi mà ai chỉ cần đụng tôi cái là tôi tức, mà tôi tức thì tôi bệnh. Còn ổng thì ổng rất là vui. Tôi kiểm định lại cuộc đời ổng tu hành, tôi thấy hay. Thì khi ổng ra đi rồi, tôi nói tôi phải niệm Phật để tôi ra đi được như ổng. Thấy chưa? Đây là câu chuyện 100% mà Đại sư Liên Trì Ngài kể lại đó. Đó. Nên á, bây giờ mình viên người ta tu, người ta chưa nghe đâu. Nhưng mình phải tu cho tốt, tu cho an lạc. Mình đừng có đi vào trong chùa mình tu một thời gian chứ mình nói tùm lum tùm la như làm con. Mới vô tu có 2 tháng, cha mẹ vô thăm, mình nói: "Cha mẹ, cái niệm Phật này nó không đơn giản. Cha mẹ phải như vậy. Cha còn ăn mặn lắm. Cha biết cái tội của ăn mặn là cái tội đỏ địa ngục, cha biết không?" Phản cảm với việc, tại vì sao? Vì mình mới có 2 tháng à, chưa nói lên gì, 2 năm cũng chưa nói lên gì. Phan đi, thôi mình ăn chay niệm Phật, bản thân mình cố gắng làm sao hiện cái tướng cho tốt. Nên như Đức khuyên người trong chùa ăn được ngủ được, niệm Phật tu hành vui vẻ, cỡ nào cỡ coi cũng sáng sủa mặt mạc, không đến nỗi ốm o gầy mòn. Để làm chi? Để cha mẹ vào thăm mình, nhìn mình mà cha mẹ cảm thấy vui. À, thằng con tôi đi tu thấy nó tốt, mà cha mẹ yên tâm. Trước nhất là mình độ cha mẹ được cái yên tâm, cha mẹ đỡ lo, không buồn. Đó. Nên từ nơi đó mà trước nhất là mình độ về hình tướng đó. Phan nó nói những chuyện khác nghe, đừng có mà vừa vô đây 2-3 tháng nghe những đức giảng đồ, bắt đầu lên mặt, nói trên trời dưới đất, nói chuyện mà khi mà vỗ bàn rầm rầm. Lúc đó cha mẹ thì thấy bây giờ vô chùa thôi, thôi mình cũng không muốn nói nó làm gì. Nhưng mà về thì ổng mới nói vậy này với bà nó: "Thôi, tôi từ hôm nay chứ tôi không dám vô thăm thằng này. Mơ tù mới mấy tháng mà tôi thấy nó lên mặt ghê. Nó vô mà nó nói chuyện, nó vỗ bàn rầm rầm, nói tôi ăn mặn đỏ địa ngục này ghê thiệt." Mơ ăn chay 2 tháng, không biết hồi xưa ngoài đời nó ăn cái gì. Thấy chưa? Thấy quý vị thấy không? Nên mình phan anh nói trong khi mình chưa đủ duyên. Cái hành động, cái sự làm của mình là cái tấm gương cho cha mẹ người thân nhìn đó quý vị. Rồi cha mẹ cho tiền mình đưa cha mẹ lên Tam Bảo, nói cha mẹ bỏ tiền vô thùng Tam Bảo đi, đó là độ đó. Còn đưa tiền cho mình mà mình cầm bỏ túi, có khi người ta về người ta nói gì nè: "Vô thăm nó đưa tiền nó bỏ túi liền, Iran hồi xưa bà ơi." Thấy chưa? Nó không độ được rồi đó. Còn bây giờ đưa tiền mình nói dẫn cha mẹ lên bỏ thùng Tam Bảo cúng dường, về ổng nói nè: "Tôi thấy cái này được rồi đó, hồi đó mà chưa cho nó mà nó đã xin rồi, mà bây giờ cho nó mà nó dẫn lên nó kêu bỏ thùng Tam Bảo cúng dường, nó không có bỏ túi nó. Tôi thấy thằng này học Phật được rồi đó."
Đó, quý vị thấy không? Từ những hành động việc làm đó đó mà mình độ người ta qua cái nhân cách của mình, mà từ từ người ta thích đến thăm mình. Vì mỗi lần người ta đến thăm mình nó thấy an tâm, thấy vui. Chứ mỗi lần đến thăm mình nói ba, mẹ ơi, chùa cho đồ cho bạn có đủ, dẫn con ra ngoài kia mua cho con mấy bộ đồ coi, rồi con đang cần cái này, cần kia, cần cái nọ, đừng có gì nghe quý vị, mình liệu cơm gấp đầu hũ sống đi. Còn người ta vô đừng có làm phiền người ta quý vị ơi. Ừ, mình làm phiền người ta sẽ thấy người ta không vừa bụng á. Thôi đừng có xin ai gì chứ, ở đây mình lo cho nhau vậy cũng được rồi. Đó, đang may cho các chú mấy cái áo thun bận ở trong với mấy cô lựa cái loại vải đặc biệt lắm. Cái loại vải này mà bận vô ngộ lắm, là đổ mồ hôi không có chảy ở ngoài miếng nào hết, hút vô áo hết trơn. Cái cô bán đồ có nói câu nè: thầy ơi, cái vải này nó đặc biệt lắm, mồ hôi nó đổ á thầy, cút sạch hết luôn, bao nhiêu mồ hôi nó cút sạch vô áo hết, nhưng mà bận một chút quay kiếm chỗ nào cởi ra dắt. Nói chàng ơi, kiểu này giống như là bận cái áo ướt rồi còn cái gì nữa. Mà thôi lựa cái áo khác đi, cái áo nào mà nó bận mà nó mát mẻ chút chứ. Áo gì đâu mà đặc biệt gì đâu mà bận mà đổ mồ hôi vô nó hút hết trơn. Rồi xong rồi kiếm chỗ nào rồi dắt nó. Nó này thôi tôi ớn quá, nghe sợ quá. Thấy chưa? Thế vì ơi, sống mà cái tấm lòng mà dành cho nhau dù là một chiếc áo, hai chiếc áo, nhưng mà dành cho nhau vậy thì mình sống vậy là cũng cảm thấy hạnh phúc rồi. Nhưng Đức còn nghĩ cái chuyện mua cho các cụ một cái quạt nhỏ nhỏ, dù là nó cũng không bao nhiêu tiền đâu các cụ à, nhưng mà đó là cái tấm lòng con người đến với con người nha. Này quan trọng. Rồi bây giờ nhà Đức cũng đang may đồ cho các cụ để tháng 7, đầu tháng 7 nha. Đầu tháng 7 là có đồ. Và từ đầu tháng 7 phải chuẩn bị may để cho đầu tháng 12 là Tết. Đó. Mình cứ nghĩ cho người ta hoài vậy đó, mình cứ nghĩ vậy đi, mình sẽ thấy mình hạnh phúc à. 100% luôn quý vị. Đây là nhà Đức làm, nhà Đức cảm nhận được mà quý vị thấy thì vì sao mà nhà Đức thường vui. Thường vui. Nó thật chứ bây giờ những Đức giảng, những Đức không muốn mình cười quá như ngày xưa cục. Chắc là ông chờ ông kêu cười đi, gầm liền thấy chưa. Chờ ông kêu cười đi để cho thời tiết mát lại. Nhưng thôi, Mình hô quá thôi, mình cười ít phước cho rồi. Từ hôm nay thì thôi cứ cứ vậy đi. Không mà lâu lâu cụ cười cái cũng thấy vui á cụ. Nghe không? Đó. Nên là chắc cái quạt vài bữa chắc có. Có nhà Đức sẽ tặng cụ liền ha. Nè. Có người ta làm tặng cho được cái hũ nước mà uống á, để nước đẹp lắm. Công nhận cái hũ dễ thương ghê á. Hồi sáng tặng cho mấy cô trẻ, tặng cho mấy cô để mấy cô động viên các cô. Các cô cố gắng nấu ăn lo lắng cho các cụ. À, nên mình ở nhà, mình có gia đình á, mình quan tâm cho người thân gia đình mình, quan tâm cho họ. Mình cảm ơn họ để chăm sóc cho cha mẹ của mình. Cái tâm đó hay lắm quý vị. Họ muốn rầy rà, họ muốn nói nặng, nói nhẹ mẹ cha mình. Họ nhớ là cái tâm của mình dành cho họ nhiều quá. Thấy không? Mình nói một câu, cha mẹ già thì phải khó tính. Nên có cái gì thông cảm giùm. Có cái gì nói cho tôi nghe. Đừng có nói cha mẹ tôi.
mình lo cho người ta nên người ta không có nở lòng mà người ta hành hạ cha mẹ ruột của mình. Thì bây giờ mình có tâm mình thương các cụ già mà phải nhờ người trẻ, thì mình thương người trẻ, mình lo cho người trẻ, mình động viên họ để thương người già, truyền tải tư tưởng để cho nhiều người biết thương người già, quý vị. Vậy thì cái hạnh phúc mình cũng có nhiều lắm nghe, không có giỡn đâu. Nên là cái hũ nước đẹp lắm, để thứ tư hay gì qua đây tặng cho mấy chú ở đây, mấy chú mình bên mình là mấy người nhận quà, 35 bên những 75, tổng cộng hết 75. 75 chắc thiếu mấy cái. Nên từ nơi đó mà cái hũ đẹp lắm, để vài bữa mà đủ duyên để nhận đức. Hỏi ngay cái gốc của người ta làm thế coi sao, phải chẳng đặt chừng khoảng cỡ chục ngàn cái tặng cho Phật tử, tặng cho các cụ chùa mình với Phật tử. Hũ nước nhỏ xíu à, đẹp lắm, dễ thương lắm. Mà đặc biệt là điêu khắc nghe, điêu khắc chữ A Di Đà Phật vô cái hũ nước luôn, điêu khắc cái danh hiệu A Di Đà Phật và hai cái bài giảng nhân đức, câu ai Phật niệm đến cùng, quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc, điêu khắc vào cái hũ nước luôn đó. Nên mỗi một món quà mình tặng cho người ta là đều có danh hiệu Phật. Mà nhà khoa học ông Giang Bổn Thắng ông cũng thí nghiệm nó, cái ly nước của mình thì có ly những nước uống nè, thấy chưa đó. Dán với ai cho Đà Phật, thấy rõ ràng không đó. Có nghĩa là nhà khoa học ông Giang Bổn Thắng nói cái ly nước mình uống khi mà mình dán chữ A Di Đà Phật gì nè, thì nước nó sẽ kết tinh rất là tốt. Nước nhìn, nghe, thấy, biết được câu Phật hiệu này tốt, kết tinh tốt. Mình uống vào bụng mình. Yeah. Thì nước là mỹ vị uống vào, cái cơ thể mình tốt. Nhà khoa học ta đã thí nghiệm là cơ thể con người chúng ta 70% là nước, 30% là xương thịt. Khi con người mình nóng bực tức lên thì nước cơ thể mình sẽ kết tinh sâu. Nên khi bị tức giận, gương mặt quý vị sẽ chuyển màu, đúng không? Một là đỏ bừng bừng, mắt phừng phừng lên. Hai là mặt xám xịt lên. Khi mình tức giận là nước cơ thể nó kết tinh xấu, nên nó chuyển tướng mình xấu. Vậy thì nước trong cơ thể nó quá nhiều, khi quý vị khát nước và không có nước, cơ thể quý vị sẽ rất khó chịu. Vậy thì một cái ly mà dán với A Di Đà Phật gì, gót nước vào, nước sẽ nhìn được cái danh hiệu Phật mà thiện tâm. Như bản thân mình đi đâu cũng đem máy niệm Phật, và niệm có Phật hiệu, con người mình phát thiện. Có Phật hiệu thì mình niệm lên để nhắc mình phải nghĩ thiện, không được nghĩ ác. Phải nghĩ hiếu với cha mẹ, không được bất hiếu với cha mẹ. Phải nghĩ hòa thuận với anh em, không được bất hòa với anh em. Phải nghĩ nhiệt tình thương người, không được lừa dối người. Có Phật hiệu là nhắc mình vậy đó quý vị. Thì có Phật hiệu này dán ngay trong cái ly và gót nước vào chữ trong cái ly, thì nước kết tinh tốt, mình uống nước này, nước nó là mỹ vị tốt thì cơ thể mình cũng được tốt. Nên quý vị biết rằng là cái hồ nước mà chùa mình nước lọc đó, là những đức nói với mấy anh em là đem cái năng lượng niệm Phật gắn cho đó. Và ở trong cái chỗ, cái nhà mà lọc nước đó, là phải để máy niệm Phật xuyên suốt trong đó luôn, để cái đầu nguồn nó được kết tinh tốt. Đầu nguồn đã tốt, đầu nguồn là cái gốc, mà đã đầu nguồn nước tốt thì nước diên tải ra nước tốt. Nên người trong chùa mình tại sao mà mặt mày ai cũng sáng sủa, dễ thương, là vì sao? Vì quý vị uống nước này là nước nghe danh hiệu Phật. Nên đi đâu cũng nên đeo máy niệm Phật, đi đâu cũng đeo máy niệm Phật, đi quét lá cây hay đi làm cái gì đeo máy niệm Phật để nhắc nhở mình, đừng có dõi dàng sân si, đừng có bực tức. Khi con người mình sân si bực tức, nó sẽ thành tiêu cực của nội tâm. Khi con người mà vừa sân si lên là tâm không bình tĩnh, mà khi tâm đã không bình tĩnh lên một cái rồi là
chúng ta sẽ hư chuyện hết. Có người làm việc lớn là một con người cực kỳ phải giữ tâm bình tĩnh, cực kỳ giữ tâm bình tĩnh. Bây giờ các huynh đệ coi lịch sử đi, thấy cái người làm việc lớn họ rất bình tĩnh. Khi một con người mà rất dễ bị kích động và rất dễ tức giận là chuyện nhỏ thành chuyện lớn, chuyện lớn thì thôi tanh bành luôn, hư chuyện. Nên mình phải giữ cái tâm bằng cách là nghe danh hiệu Phật, vì chữ Phật là giác ngộ. Nên mình nghe danh hiệu Phật, mình sẽ giác ngộ cái nhân tâm của mình. Mình không có buồn giận trách ai, bản thân mình sẽ dịu tâm xuống, thì làm cho cơ thể mình rất là tốt. Cơ thể mình khi bệnh đau nó cũng tự hết. Như hồi sáng những đứa gặp một cái cô này ung thư, mà tính ra những đứa quen với cổ là 10 năm mà cô đi đến chùa và nghe Pháp là cô không bao giờ đến gần những đứa đâu. Mà bây giờ bữa nay những đứa mới gặp cổ là 10 năm chờ. Những đứa nói ủa hồi đó nhớ 10 năm trước những đứa nhớ là cô bị ung thư, rồi cái bệnh ung thư cô làm sao rồi. Cô nói dạ thưa thầy, con bị ung thư hơn 10 năm rồi thầy. Mà khi chưa biết thầy, trước 2 năm là con trị bệnh nhiều lắm, vô quá chắc trị bệnh nhiều lắm thầy. Nhưng mà từ khi đi xuống chùa nghe thầy giảng và tới bây giờ luôn là con không có trị bệnh, và con cũng không muốn suy nghĩ đến bệnh ung thư luôn. Mà con sống rất tốt. Những đức nói, những đức nhìn thấy cô bây giờ còn sáng sủa hơn 10 năm trước, và cô còn mập hơn 10 năm trước, đúng không? Cô nói dạ đúng thầy, con lên được 3 kg, mặt mày sáng sủa. Con không muốn nghĩ tới ung thư, con cũng không đi khám bệnh luôn, con cũng không muốn tìm hiểu ung thư như thế nào luôn. Và 10 năm nay con sống rất tốt. Cô nói mỗi ngày cô nghe những đức giảng, dù không đi đến đây được cũng nghe giảng mỗi ngày. Tất cả những bài giảng của thầy con đều nghe thầy giảng hết, và con ở nhà niệm Phật lễ Phật là con sống rất là tốt. Đây là cái điều chia sẻ gửi đến quý vị, các cụ ở trong chùa. Đây là một nhân duyên đặc biệt mà các cụ có sức khỏe, đó là niệm Phật lễ Phật và sống vui, không buồn giận ai để trong tâm. Đây là một lối sống rất đặc biệt các cụ à, tuyệt vời luôn, và rất hạnh phúc, hạnh phúc lắm. Nhớ nghe quý vị, nên pháp môn tịnh độ này hay lắm, rất là gần gũi với nhân sinh. Mình khi tu pháp môn tịnh độ rồi, có người mình tự nhiên thương người lắm, tự nhiên mình rất là thương người, mà người mình bình thường mình còn thương chứ cha mẹ mình mà mình không thương. Tự nhiên niệm Phật biết sao tâm lượng mình mở rộng ra, tự nhiên mình thương người à, và tự nhiên mình sống rất là gần gũi. Như bây giờ chùa mình tất cả các anh em huynh đệ sống thương các cụ gần gũi bằng cả tấm lòng, thương yêu các cụ. Nó cứ thương yêu các cụ đi, và tự nhiên sẽ cảm hóa các cụ được. Thương yêu người mới cảm hóa được người, không thương yêu họ không có cảm hóa được họ đâu. Chỉ có thương người mới cảm hóa được người đó. Nên á, mình càng học Phật mình càng sửa sai về chính mình. Mình có cái sai, mình có cái lỗi, nên bản thân mình người ta mới thấy mình sai, người ta thấy mình có lỗi. Mình hãy càng cố gắng nhìn lại mình sai và có lỗi để điều chỉnh mình và hoàn chỉnh mình. Học Phật là gì? Là sửa mình. Nhớ kỹ, học Phật là gì? Là sửa mình. Mình hãy sửa mình đi, mình hãy cố gắng sửa mình đi, thì tức khắc mình càng ngày mình sẽ càng tốt. Nhớ. Nguyện Tam Bảo gia hộ cho đại chúng, từ ban tổ chức, trên là Hòa Thượng, mình cầu nguyện Hòa Thượng sức khỏe, và ban tổ chức anh em nhiệt tình chung tay, thương yêu các cụ, lo cho các cụ. Rồi các cụ thì siêng niệm Phật, dễ tính, vui vẻ, quan hỷ, khỏe mạnh. Khi cuối cuộc đời các cụ, niệm Phật các cụ, đưa tiễn các cụ về thế giới cực lạc. Chúng ta hẹn gặp ở thế giới cực lạc. Chúc điều an lạc. Ai vừa đọc rồi. Chúng ta chắp tay hồi hướng quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.